Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và tra cứu hồ sơ đã nộp. Tình trạng hồ sơ qua đầu số 8079 với mức phí dịch vụ là 1.000 đồng một tin nhắn. Với việc triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu, người dân, người lao động có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó, tích cực tham gia phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, người lao động. Các dịch vụ tin nhắn tra cứu gồm tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội theo khoảng thời gian, tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội theo khoảng thời gian theo năm, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ.